Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2020, thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành rất là vinh dự lại được đón tiếp đoàn khách hàng. Các anh tới từ thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Các anh cách chỗ chúng tôi là vào 130 km. Anh đã đi từ rất sớm, anh đã đến cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để đặt một lô đồ gỗ nội thất phòng khách vì anh vừa mới xây nhà xong. Anh đã chia sẻ là đã xem rất nhiều các video clip đồ gỗ của cơ sở Hiền Lanh trên YouTube, và hôm nay gia đình anh đã về tại cơ sở tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để đặt hàng. Thì quý vị nào muốn đặt hàng bàn ghế phòng khách, kệ tivi, quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Và chúng tôi cũng giải đáp những thắc mắc cho quý vị về vấn đề chơi đồ gỗ. Quý vị hãy cứ liên hệ cho chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm một. Đồ gỗ Hiền Lanh cũng cảm ơn tất cả 8.000 anh em đang theo dõi tôi ở trên YouTube cũng như là fanpage Facebook Đồ gỗ Hiền Lanh. Chúng tôi sẽ cập nhật những video đồ gỗ mới nhất cho quý vị thưởng thức, những mẫu sản phẩm mới nhất mà chúng tôi vừa mới sản xuất xong. Chúng tôi sẽ đưa lên trang để cho quý vị chiêm ngưỡng và tham khảo mẫu mã. Quý vị có thể truy cập vào fanpage Facebook Đồ gỗ Hiền Lanh, quý vị có thể lấy hình ảnh nó từng góc cạnh, từng chi tiết. Và video thì đang được quay phát trực tiếp tại cơ sở 6 Đồ gỗ Hiền Lanh, nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Các bác đã rất là tin tưởng và các bác đã đi từ thành phố Uông Bí về đến Nam Định để đặt hàng. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo chúng tôi sẽ tải lên.